viên cây chú vích và các trợ lý đang đá ma với nhau. Đây là phần giải trí trước khi bước vào buổi tập. Ui ơi, khó quá. À, dạ, cụ trời khó thế nhỉ? Cụ khó lắm. Trời khúc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là trước buổi tập thì ban huấn luyện đã có những tình huống đá ma rất là vui nhộn. Các bạn thấy này, sân vận động tỉnh Thanh Hóa có đẹp không ạ? Ngày mai là lưu lại lần cuối. Thì anh sẽ làm trong 15 phút anh vận động nhé. Đây là trợ lý tiền về chủ tịch. Người sang tên vâng hơi khác chút. Nhìn ở ngoài thì rất là trẻ hơn so với trong hình. Còn đây là các cầu thủ này. Đấy, các cầu thủ đây. Very, very beautiful. Cầu thủ đang đá ma trước khi bước vào buổi tập. Úi giời ơi. Chào anh Minh Tùng. Anh tiêm chưa? Tiêm Covid chưa? 13 hả? 13 là hôm ấy là đang ở đâu nhỉ? Đang ở Bình Định nhỉ? À chưa nhỉ? Thôi đội bước vào tập rồi. Mình xin phép được dừng video ở đây các bạn nhé.